Video Mai Phương bị chính mẹ ruột tra tấn tinh thần trước khi mất vài ngày. Theo các thông tin từ nhiều nguồn page xác minh được, mẹ ruột của Mai Phương không muốn con gái mình được chữa trị theo phác đồ của bệnh viện, mà luôn ép con phải về nhà chữa trị theo cách riêng của bà. Các cách phản khoa học của một người cuồng tín, sùng đạo phái. Khi còn sống, Mai Phương đã luôn bị mẹ ruột hành hạ tinh thần, khiến cô phải chọn con đường sống khổ cực trăm bề, nhịn ăn nhịn mặc, đi diễn xa đến mấy cũng tự chạy xe còn để dành tiền nuôi con. Đến lúc Mai Phương được các mạnh thường quân hỗ trợ quyên góp tiền chữa bệnh, số tiền đó cũng bị nhòm ngó và toan tính muốn cướp đi. Những ngày cô đau yếu nhất, mẹ ruột của Phương luôn chửi rủa cô là đứa con bất hiếu, thậm chí còn chửi mắng những người bạn thường xuyên lui tới quan tâm chăm sóc cho Phương. Ngay cả khi mọi người bàn nhau muốn lo hậu sự cho Phương, cũng bị mẹ ruột cô cấm cản. Mai Phương những ngày bị bệnh đúng nghĩa là mệt mỏi, đau khổ cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Rất nhiều chị em nghệ sĩ cũng đã quyết định sẽ phanh phui những sự thật này, để bé La Vi được an toàn, sống trong sự chăm sóc và nuôi dạy tử tế từ những chị em bạn bè thân thiết của Mai Phương, chứ không phải với một người mù quáng, độc ác và bạo lực như bà ngoại. Vốn dĩ sự thật sẽ được đăng tải sau khi hậu sự của Phương xong xuôi. Nhưng nhiều người trong cuộc vì quá thương Phương nên đã công bố sớm hơn lên mạng xã hội. Xin lỗi các bạn vì video có thể khiến nhiều người đau lòng, nhưng thiết nghĩ cũng cần phải công khai vì tương lai của bé La Vi, người mà Mai Phương luôn nói khiến cô lo lắng nhất nếu cô phải ra đi. Và thực sự đây không phải video duy nhất, mọi thứ sẽ sớm được công khai toàn bộ. Một người bạn của Mai Phương tâm sự. Còn chúng mày, miễn nói chuyện, mày có vào trong đây chúng mày thì phổi, chúng mày có mua đất cho nó. Còn hỏi bao giờ lắm mà hả đâu. Nhưng mà sao thì không có cái chuyện đó. Chiến đấu đến cùng. Bất hiếu là con tao. Tao không muốn nó bất hiếu nữa.